Cơ xương khớp là hệ thống nâng đỡ và vận động của cơ thể, giúp chúng ta di chuyển làm việc. Tuy nhiên, do tuổi tác, chấn thương hoặc các bệnh lý mãn tính, chức năng cơ xương khớp có thể suy giảm, gây đau đớn, khó khăn trong vận động, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc phục hồi xương khớp là rất quan trọng, giúp duy trì sức khỏe và sự linh hoạt của cơ thể. Bị tai nạn, ngã từ độ cao 6 mét xuống đất, ông Lê Thanh Học, 74 tuổi, bị vỡ xương bánh chè, vỡ hai đốt sống lưng. Phẫu thuật cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Đức. Hai tháng sau, ông được gia đình đưa tới Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương để tiếp tục điều trị. Sau chấn thương, ông Học bị suy giảm khả năng vận động, chưa thể tự đi lại. Tại đây, các bác sĩ đã điều trị hướng dẫn ông tích cực tập luyện để tránh nguy cơ biến dạng xương, dần có được sự vận động bình thường trở lại. Từ cái chỗ cái chân bị đau, nó tiếp đất nó còn đang ngượng, mà bây giờ đi lại tương đối ổn rồi. Bây giờ đang tập thêm cho nó khỏe cơ bắp thôi. Nói chung là tiến triển nhiều. Còn riêng cái hai cái đốt sống lưng á, là bây giờ ngồi thì nó hơi tê tê một chút thôi. Nhưng mà bác sĩ ngay ngoài Việt Đức nói là của bác cao tuổi nhưng hồi phục rất nhanh. May là không liệt tủy, không bị liệt tủy. Nên là các cái chi hoạt động bình thường. Cũng do chấn thương, anh Nguyễn Trọng Cường, 33 tuổi, bị đứt dây chằng chéo khiến anh không thể đi lại. Nếu không can thiệp sớm sẽ gây rách sụn, giãn các dây chằng còn lại. Bề mặt sụn khớp bị bong chóc, thoái hóa khớp, khớp gối bị hạn chế cử động sẽ khiến cơ đùi bị teo. Các bác sĩ chỉ định trường hợp của anh phải phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, điều quan trọng nhất là phải phục hồi chức năng để lưu thông máu giúp dây chằng được tái tạo, giữ vững khớp gối. Cái vết thương của tôi nó đỡ đau hơn nhiều và qua được các thiết bị máy móc và sự chăm sóc tận tình của các kỹ thuật viên thì tôi đã tự vận động được và đi lại một cách nhẹ nhàng hơn. Sau chấn thương, người bệnh cần phải kiên trì tập luyện phục hồi chức năng các khớp, duy trì sức cơ để tăng cường tuần hoàn máu, gia tăng chuyển hóa, thư giãn cơ, giảm đau, tăng tỷ lệ liền xương và sớm phục hồi chức năng vận động. Thời gian phục hồi tùy theo xương, mức độ tổn thương, tuổi tác và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Do đó, cần kiên nhẫn điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Bên cạnh đó, nếu xương không khỏe mạnh, sẽ dễ gặp các vấn đề như loãng xương, giảm xương, viêm xương khớp, gãy xương. Bệnh nhân cần tuân thủ một cái phác đồ đúng và việc tái khám định kỳ thường xuyên. Tiếp theo, bệnh nhân cần duy trì một lối sống lành mạnh, một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, nhiều canxi và vitamin D. Bệnh nhân nên thực hiện các cái động tác tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ và bơi lội. Bên cạnh đấy là các cái bài tập vật lý trị liệu chuyên biệt sẽ giúp cải thiện chức năng khớp mà không gây áp lực quá lớn lên khớp. Đồng thời cũng hạn chế các cái bài tập hoặc là các vận động quá sức mà gây áp lực lên khớp như là các môn thể thao đối kháng. Về cân nặng, bệnh nhân cũng cần phải duy trì một cân nặng hợp lý, hạn chế béo phì và thừa cân. Cân nặng quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lên áp lực lên khớp. Cùng với việc duy trì thói quen lành mạnh như tập thể dục và nghỉ ngơi điều độ, chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng giúp xương được chắc khỏe. Trong bữa ăn của mỗi gia đình cần bổ sung các thành phần thiết yếu như canxi, vitamin D, vitamin K2, protein. Trong đó canxi là một trong những khoáng chất chính tạo nên xương, là yếu tố thiết yếu trong cấu tạo mô xương giúp hệ xương khỏe mạnh. Nếu gặp các vấn đề xương khớp, tuyệt đối không tự ý điều trị mà nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được các bác sĩ khám và tư vấn.